phải em ơi, phải, thẳng, 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 thẳng. Ôi, chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, trời ơi, tất cả tại mèo Simi. Tại cái đầu ông, đánh đầu tôi nè, thả ra. Đốp ông, đánh đến rồi, đánh đây rồi, đánh đây rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tựa game cười đau bể bụng bầu, đó chính là game gì ta quên tiêu rồi. À, Human Fall Flat. Và ngày hôm nay á, khi mà tôi mời mọi người vào trong cái tựa game Human Fall Flat này là bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc thi rất là vui luôn, đó chính là nếu như ai đi đến đích được của cái con map này á, về đích trước thì người đó sẽ được 10 triệu tiền thưởng. Hả? Dữ vậy? Tôi nghe bảo là có ai đó hình như là sắp tới tính mua iPhone 15 đúng không ta? Giờ có 10 triệu là mua được rồi đúng không? Trời ơi, iPhone 15 nhiêu tiền ta? Bài mấy 40 triệu, bông ngoài 10 triệu, mua được cái gì, mua được cái bộ. Không, mình có 10 triệu, mình có 10 triệu, mình góp vô là được rồi, cũng được nữa rồi đúng không? Đấy, ok rồi. Được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với trò chơi của chúng ta nào. Let's go! Rồi, đi luôn. Rồi, ok. À, cái map đầu tiên này hình như là mình phải chọn đường đi nè. Ôi xin té. Để coi đường bên đây coi. Ui, cái này. Trời. Mình phải nhớ nha, Rồi ca nhảy đi anh. Này là như kiểu Squid Game á, tất nhiên là cái như đây rồi. Hay quá. Dịch anh lớn rồi, anh nhảy đi anh. Anh đại diện anh lớn lên ơi. Đúng rồi. Này không thể nào mình nhảy thẳng nữa luôn. Phải nó chưa qua được phải luôn á. Nó chưa qua tới đâu, nó té rồi. Rồi Sim. Em nghỉ bên đây. Ôi, 6, 5. Ok. Ok, lên em ơi. Cởi dịch đi, dịch già cho dịch ở đó đi. Ok, rồi. Tới Sam nè, bây giờ tới Sam nè. Tôi nghĩ là bên này, tôi nghĩ thẳng đi. Đi đường thẳng. Thẳng đúng không? Rồi nhảy đi, nhảy đi. Oh, bên dịch. Thằng này nó sẽ gọi là đi thẳng đúng không? Đi thẳng đúng không? Ôi hay quá. Ôi giờ thấy gì? Này là mình đang phân tích rồi, mình đang phân tích tâm lý rồi. Tiếp. Thẳng đó. Thẳng tiếp. Ủa Sim nắm tay mình làm gì vậy? Sao bạn nắm tay mình? What the hell? Rồi, đem. Em là chủ clip, đem thể hiện. Bây giờ là em cá chắc là nhảy thẳng nè. Phải em ơi, thẳng. Trời ơi, nghĩ gì? Xui à. Trái rồi. Ủa là bên trái luôn hả? Quải đạn hả? Cái phải luôn. Phải luôn. Đưa xíu đưa. Ôi cái bên nào? Thằng quan Ra là nó bên trái nhưng mà do em nhảy không tới em bị té. Ủa là do cai chứ mà lại cho nó đúng không? Đúng rồi. Ủa, cũng phải. Ủa phải không? Không phải luôn á, vậy bên nào trời? Ơi, xí bà. Vậy là xéo rồi, vậy mình nhảy xéo rồi vậy đi. Ui xéo luôn hả? Ghét vậy? Ui anh em mình đều quá dịch, Sao mà xéo được? Chắc nhảy xéo rồi. Được, em nghĩ được á. Thẳng không được, phải không được, chắc không được đúng không? Đúng rồi, không được hết. Đem. Hey. Phải không được anh ơi. Ở đây. Chưa chạm tới. Anh nghĩ là nó bên trái bên phải chứ ta. Đâu, thử nhảy coi. Ủa? Ảo quá vậy. Mấy ông nhảy không tới hay là... Không biết luôn. Thẳng không phải, trái không phải thì xéo rồi. Hai cái xéo hả? Khó gì? Ok, từ có đường nào khác không? Tôi thử đi đường khác coi. Hey. Có khi là... Ui, có đường khác mọi người nha. Ở bên này được nè. Tức là nó vẫn có nhiều đường đi nhưng mà có thể... Đúng rồi. Cái đường của mình á là nó bị cục rồi đó. Mình phải đi đường khác vậy đây. Bên phải. Đúng rồi. Phải. Thế kia nó mới phải tiếp rồi. Đây. Là anh em ơi, đây, anh em ơi. Dễ trẻ. Chắc chắn là nó sẽ phải sang bên này. Ui, nhảy qua, đúng rồi. Nha. Trời ơi, anh em ơi, dễ trẻ Gen Z bằng mình mà phải để thua anh Mr. Dịch sao? Thế này thì nó sẽ phải đi thẳng. Trời ơi, tâm lý của anh ơi. Có nhiều đường khác nhau luôn, hóa ra nó khó vậy luôn hả trời. Rồi, đường nào đó anh? Không, anh nghĩ là đứa này nó phải chọn trái. Anh là trưởng team là anh phải dẫn đường cho đồng đội đúng không? Đại diện đi. Ok, mình sẽ nhảy thẳng nha cây. Hí. Trời ơi. Cây ơi. Cây ơi. Chuẩn. Yes sir. Rồi giờ chỉ cần thẳng nè, bây giờ thẳng nè. Được con, ôm cây. Ok. Xin okay. Ôm. Yeah. Chuẩn luôn anh em ơi. Nói chứ bây giờ mình đang dẫn đầu, giờ mình trước nha nè. Đầu mọi người đi. Sao lên rồi. Anh Dịch ơi. Anh Dịch ơi.
ơi, trời ơi, trời, tại em hết cả hai ông. Em tỏ mày. Ủa, vậy đây, tại sao anh em mình là người đầu tiên mà giờ anh em mình đi cuối luôn rồi? Thì những người đầu tiên thì mới là những người rớt đó, còn những người sau thì họ biết chỗ để đi rồi. Đúng rồi, cái này là do anh em mình gọi là nhường nhịn mọi người đúng không? Nhường nhịn gì, trời ơi, mình rớt thì mình thua, mình chịu. Yeah. Hay quá, hay quá, hay quá. Dạ, cho cái nắm đầu em. Nắm đầu hay gì? Rồi, quá rồi. Mình đi tới trước mà. Khoan khoan, từ từ, đoạn này hình như là mình phải nhảy ở bên cái dàn vàng bên này nè. Đây 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 đây. Đúng rồi, dịch đu chơi bóng này dịch đi, mình dịch tới. Đúng rồi, anh đu đi, anh đu đi. Đúng rồi. Anh chơi bóng nha, còn tụi em đi đi này nha. Rồi, đu thoải mái anh ơi, còn tụi em thì em đi đường khác á, chứ lại. Không 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 phải. Dịch phải đu cái đó để mình đưa dịch qua, hiểu không? Đúng rồi. À, vậy á. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp. Anh cứ đứng ở đây đi, đứng ở đây. Cái! Bỏ cái đít mình ra. Để mình lên, để mình lên cho, mình lên cho, mình được, mình nhảy được, mình nhảy được. Ây da, đừng nắm xin. Đây đây, okay. Mình lên được, mọi người yên tâm đi, mình lên được, mình lên được. Rồi, yes sir. Rồi, đây 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 đây. Nắm nắm đầu, nắm nắm. Đây 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 đây, đây không đây, không đây, không đây, từ 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 từ, dịch dịch, anh cứ đu đi nha, anh cứ đu đi nha. Để em nhảy xuống nè. Cái gì trời? Từ anh mình tỉnh anh, ai biết anh đu chi anh chóng mặt thì đúng rồi. Từ từ đây 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 này. Ủa rồi ok. Đi thôi vậy đi. Em nhìn em kìa, anh chóng mặt. Ồ, thì ra là nó kéo ai vậy hả? Wow. Rồi chị bị nhảy anh, chị bị nhảy á. Thôi, chạy 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 đi, chạy đi, chạy đi. Trời ơi. Không ơi, không ơi, không ơi. Xem cường cái nhà, xem cường cái nhà. Cái đó phải chạy liền nha, cái đó phải chạy liền nha. Trời ơi, nó chết là nó về tới đây luôn. Đây đây, để mình nhảy lên chiếu bóng nè không ơi, mình nhảy lên chiếu bóng nè. Hay quá. Cái nhảy xuống là cái phải nhảy luôn nha, cái phải nhảy luôn nha. Chưa, từ từ lấy đà. Rồi, nhảy đi. Thôi bạn ơi, mình đi luôn nha, tạm biệt. Thôi đi bạn. Cái gì cũng tới tay tôi, để tôi. Cho tôi ơi. Mọi người ơi, cứu tôi ơi, cái đầu tôi. Cái đầu tôi. Cái đầu dính lúc gì vậy? Cái đầu tôi dính vô cái máy rồi mọi người ơi. Ai đưa qua em? Ai đưa qua kéo tôi qua? Tôi giúp qua cứu ông rồi, đợi xíu đi. Sim ơi, đi qua cứu mình với Sim, cái đầu mình kẹt ở đây rồi. Nè nè, tôi qua liền. Tôi cố gắng tôi rút cái đầu tôi ra. À đây đây đây. À đây đây đây, trời ơi. Yên tâm nha anh Phong Cận, đây. Bọn mình qua rồi nè anh Phong Cận ơi, yên tâm nha. Không phải đâu, tại mình chưa đi đủ xa đó. Đây đây để Phong. Trời ơi, đi xa. Đi đủ xa mình xếp hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đây để Phong, đây Phong. Phong ngợi quá mọi người ơi, Phong. Phong đu luôn hả? Phong định đu luôn hả? Đu hả? Phong quá ngợi luôn, Phong đi đường này, Phong lên. Một mình Phong làm được. Một mình Phong làm được, một mình Phong làm được. Một mình Phong làm được. Tam tam. Anh em đang nhìn ông nè. Wow! Ai vậy? Ui! Một mình Phong làm được. Mình mình Phong làm được. Một mình Phong làm được. Yes! Yeah! 10 điểm. Yeah. Ok, từ. Nếu như không lưu điểm hồi sinh, nghĩa tôi sẽ là người đứng đầu. Tôi là người top 1. Yes. Nhưng mà anh em ơi, tiền Phong tài trợ hả? Nhiệm vụ mọi người phải nhảy lên trên cái màu vàng, sau đó nhảy qua cái xe cẩu, hiểu không? Sau mày đi từ cái đầu xe cẩu đi qua bên đây, hiểu không? Thôi ra, kiếm tiền đâu dễ gì đâu, tưởng cho không vậy. Trời ơi, dễ gì, muốn lấy 10 triệu dễ vậy sao? Không có chuyện đó đâu. Em ơi, năm nay ví dụ như Phong thắng thì Phong cũng không được 10 triệu đâu, tại 10 triệu đó của Phong mà. Ủa đâu? Đâu? 10 triệu này sẽ là do công ty Hero Media tài trợ. Wow, dịch cái bộ lớn tuổi nhưng mà dịch rất là khéo léo nha các bạn. Mặc dù anh đã già nhưng mà anh rất gân. À. Dẻo dai được. Dẻo dai. Mà nghe cái câu đó vậy, rừng càng già càng cay mọi người. Người ta là rừng càng già càng cay, bà rừng càng già càng cay là sao bà nội? Rừng á. Ủa là tình trước giờ bà không biết là rừng càng già càng cay hả? Tôi tưởng rừng, tôi lộn. Đây. Trời ơi, anh dịch ơi. Anh dịch ơi, anh dịch. Anh bỏ em đi trong tim bây giờ. Mình xin phép được gửi lại 10 triệu. 10 triệu này khó ăn quá. Chương trình ơi, em khó ăn quá chương trình ơi. Cố lên, cố lên, mọi người bình tĩnh thôi. Nhìn dịch tội. Lớn tuổi thì bắt leo mấy cái này ác quá. Leo tôi muốn sụt xương sắt vị đĩa đệm. Tôi vẫn đang đợi mọi người, Ê, mọi người. Sao leo được vậy, sao leo hay vậy? Đi từ từ thôi, đừng có vội, bình tĩnh thôi, đừng có vội. Trời chết. Trò chơi theo kỹ năng gì? Ai ship à? Tay ơi. Mọi người đợi tôi xíu, tôi qua anh kia coi coi nó có xếp lại không. Từ từ đợi xíu, từ. Coi lẹ đâu. Nhờ bà anh Phong Cận thôi, nhờ bà Phong Cận thôi. Tất cả nhờ bà tôi hết. Cái gì cũng tới tay đúng không? Cái gì cũng tới tay. Tay tôi. Mọi người ở dưới nha, để tôi gặt cần cẩn nha. À, cần cẩu lộn. Cẩn là cái gì? Cần cẩn là cái gì? Học tiếng Việt chập giờ trả lại cho cô giáo hết trơn rồi. Đúng rồi. Trời ơi.
Đây đây, tôi đưa cái cần cẩu mọi người qua nè mọi người, từ nha mọi người. Trời mắt mày lú luôn, tiếng Việt quên luôn á. Rồi đây. Mọi người ơi, tôi dính vô cái rồi. Cầu rồi, giờ sao tôi lên? Mày ơi, mày kẹt cái cầu rồi, tôi không lên được. Mình thấy Phong bị kẹt kìa ba, hai cái chân Phong lắc lắc là. Oh my god. Ủa giờ sao? Thì cố gắng các bạn ơi, chứ giờ bọn mình ở đây mình cũng không biết làm sao. Thôi được rồi, à. Tôi nghĩ rồi. Bây giờ là cái map này á không phải bọn mình chơi dở mà nó quá khó cho nên thôi, đổi map nha bạn. Đổi map đi. Ừ, vậy đi thế nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map mới nha các bạn nha. Nhưng mà map này thấy thấy là nó hơi dài nha. Để coi mọi người có qua được không. Trời ơi. Rồi ok. Vậy? Bắt đầu. Bắt đầu. Ôi, Shiba giữ vô, Shiba giữ vô. Được cái map này là phải khéo léo nha, cái map này phải khéo léo nha. Ai khéo léo là có tiền. Đó vậy thôi. U, đi giữ. Đó, cái đi rồi giữ vậy đó. Cái map này sao nó nhức nhức cái đầu tao. Nhức đầu quá. Chạy. Đừng có té, đừng té. Mày quá. Giữ lại. Phải nhảy nha, phải nhảy nha. Cái này mình nhảy em ơi, cái này mình nhảy đi, mình đi nhanh hơn mọi người, mình nhảy đi nhanh hơn. Rồi, tôi qua. Rồi, đây. Sếp ơi. Té qua. Em giật cái đầu gì, sếp ơi, giật cái đầu gì. Thằng nào à? Thằng nào à? Ồ, cái này là phải đu luôn hả? Ê, cái này là hợp với Phong nè, nhìn Phong là chú hề đu này ok nè. Ok, tôi nhảy. Nhảy qua. Rồi xong đi luôn. Để mình làm được. Đu. Rồi. Đu qua đây. Sếp. Làm gì vậy? Trời ơi, cái đi lấy đà. Cái đi lấy đà, Sếp ơi. Sorry. Sim à, Sim định hại Kai đúng không? Kai lấy 10 triệu, Kai cũng chia cho Sim mà. Anh làm gì vậy? Đây, lần cuối nè. Nhảy! Cái đà cao lắm rồi đó. Trời ơi. Cũng căng đó. Thôi, căng quá. Ông để tôi. Mà căng thẳng. Chuyện gì cũng đến tay tôi hết trơn. Đi qua, ông không qua được. Được không? Mầm nói, trời ơi. Ok, tôi coi. Anh chạy đu thì nhẹ nhàng vậy chứ. Đu vậy nha. Đu nhẹ nhàng thiết tha, người ta đu quá. Đúng rồi anh Dịch, đúng rồi, mạnh như vậy nè. Xương cốt mới giãn ra. Hey. Trời ơi. Ông làm màu gì Dịch nhìn đơn. Dịch ơi, cố lên. Anh là niềm hy vọng của bọn em. Được không, phải quá. Lui. Rồi, mình nhảy qua đường nè bố ơi, mình nhảy qua đường nè. Ghê. Cái gì vậy? Được hết đúng không? Có cái điểm sale, để mới điểm sale kìa, điểm sale sẽ ép kìa. Sếp. Ai tới đích trước là người thắng nha mọi người. Ai tới đích trước là thắng nha. Ép kìa, trời ơi, vẫn đập. Ai, trời ơi. Bây giờ cái cục này đẩy mình xuống nha mọi người ơi. Cục này đẩy mình xuống nha. Trời ơi, xoay tròn. Đứng với mấy cục này trắng mọi người là thắng. Xoay tròn. Trời ơi, trời. Hồi sinh mà cũng gặp. Mình phải đứng vô cái mấy cục trắng nè, mình phải đứng vô cục trắng. Ai. Cái này an toàn đó mọi người. Hồi sinh cái an toàn. Mình phải đứng vô cái cục trắng trắng đúng không? Cục trắng trắng đúng không? Đúng rồi. Bên cục trắng trắng không được. Cái đơn. Mình mới hồi sinh mình chưa kịp làm gì luôn á. Hello Sim. Ôi yeah. Thôi bạn đi sớm quá làm gì cứ tầm tầm đợi. Chậm thôi. Nó có một cái hồi nó có cái ngắn cái dài mọi người. Đúng rồi, đâu cái đoạn dịch đi nó dài. Ôi Win ơi. Ai ơi. Trời nó quýnh vô mặt tôi mọi người ơi. Tôi ngất xỉu. Từ vô đây, mình tỉnh vô đây. Rồi. Cái này nó ngắn nè. Rồi cái này dài đây, chạy vô đây. Em xin lỗi. Cái dài nó phóng lở nó kìa. Cái gì hết chứ? Em xin lỗi. Dài từ không? Mất bình tĩnh quá. Khó quá. Cay xuống. Cay thế à? Cay thế à? Ơi. Từ cái này ngắn. Trời ơi, xin lỗi cái đi. Khó quá. Sao mọi người sao đi hết rồi? Đi hết này này. No, đừng. Đừng. Này nè. Đừng. Ây da. Bây giờ là mình nên cử ra người đại diện đi. Em thấy anh Dịch là hợp lý nhất đó. Ừ, em thấy Dịch là hợp lý. Dịch chưa đi. Rồi, giờ hết hợp lý rồi. Hết rồi. Giờ đi. Mình xếp hàng đi. Ôi trời. Để mình nha bao ơi, để mình nha. Ok cay. Để cay. Em giữ sát Dịch đi vô. Không là anh lại bị. Ok. Châm ngôn của mình là gì? Bình tĩnh và đẹp trai. Dạ, yeah, dạ, yeah, đúng rồi. Tôi mới, người ta là đẹp trai chứ chị chịu cái bình tĩnh và đẹp trai. Anh Dịch cũng tham gia hội đẹp trai á anh. Phong ơi, mình sắp qua đường rồi Phong ơi. Yes sir. Yeah, hay quá, lui. Hay quá trời ơi. Cái này bình thường anh ơi, này bình thường. Bây giờ phải nhảy qua bên kia đúng không? Không
biết xin lỗi cái gì. Ây da. Trời ơi, không qua được cái nè. Thả một tay ra, thả một tay ra, thả tay ra. Thả tay nào ra từ, thả tay nào chứ. Lê, thả tay kia ra được. Ôi, thả lòng tay. Anh em bọn tôi cố gắng phải được rồi. Trời ơi. Em với Kim lực đúng rồi. Sim đang giữ kìa, làm sao kéo được? Sim mới thả. Sim ơi, em dùng kéo không giữ, em không giữ, em không giữ. Sao cái đầu Sim nặng thế? Cái gì quá? Đúng rồi. Cái trong trong tre của Doraemon này thiệt luôn á. Em đi sơ băng, mọi người sơ băng màu vàng. Thôi dây dây mình qua rồi, mình qua rồi. Trời ơi, mình không qua được, cay quá. Rồi, cái trong chống tre, cái trong chống tre bên đây còn khó nữa. Cái trong chống tre đây còn mạnh nữa, từ từ cái này làm sao rồi, khó quá vậy. Tay lên, chị giơ tay lên lắm rồi. Ôi, chị giơ tay lên, chị đang giữ. À rồi, qua được rồi. Mọi người ơi, mọi người coi tôi thể hiện nè. Cạch nhảy. Quá nghệ. Lui. Nghệ chưa? Mọi người thấy tôi nghệ chưa? Nó nghệ quá nha. Ủa giờ sao mình qua kia được ta? À, đu qua nhìn đi, đu qua. Trời ơi, cái này là cái gì? Cái này là cái đồi lẩu thật cầm. Đúng rồi, đu qua mọi người ơi. Đu qua, mình qua đường rồi nè, mình qua nè. Ủa vậy? Mày qua đâu vậy? Ủa, rõ ràng mình bay qua mà ta, kỳ vậy? Từ, nãy nha. Hí. Cây ơi, giữ mình nha cây. Ủa vậy? Ủa sao qua được? Được. Mình qua nè. Ủa? Gì cây á? À, chắc cái này nó xoay nhanh quá, mình phải cho nó xoay chậm này hay sao, nó có cần gạt dưới đây nè. Yeah. Ôi, quay lại được nha mọi người. Xoay tròn. Ủa, phát rồi. Ủa, sao mấy người kia dưới vậy? Một qua đây rồi sao nữa? Đi ơi. Lưu ơi. Đi ạ. Lưu là người đó lầm. Ui, cái này gì đây? Cái này giờ cay. Rồi, ok. Cay đẹp trai. Cái này là mình phải nhảy qua cái câu vuông. Ấy nhưng mà mình bị kẹt ở đây luôn rồi bạn ơi. Xếp đi cái, xếp đi đó. Mày nhảy được mà, mày nhảy được mà. Không nhảy ra được luôn. Ủa cái đầu gì? Đó giờ mới ra được nè, trời ơi. Thôi coi như cây mất 10 triệu đi cái. Cây dễ gì trời ơi. Dễ gì bạn ơi, Sim ơi, bạn bỏ tay mình ra được không Sim? Ủa, mình tay ra được, xin lỗi bạn. Ủa? Ủa dịch sao? Em như thế nặng cái chân, dịch ơi, sao dịch giữ cái chân của em? Cái game này mình phải từ từ thôi. Cái game này mình phải từ từ, từng người qua thôi. Sim này sim hấp tấp quá. Để mình qua trước nè. Thôi mời bạn. Mời ông đi rồi á. Mời cái đi luôn đó. Xin lỗi. Sim đi đi em. Rồi qua rồi nè. Rồi mình nhường con gái trước mọi người. Mình lady first đi mọi người. Ok, qua đi. Xong qua đi. Ôi dễ thế. Tôi đi bộ qua luôn. Rồi bây giờ anh em mình nhường người già đi cây. Mình nhường người già đi. Cái này đi sợ, đi bộ quá. Ê cái đi bộ quá. Rồi qua dưới đây qua. Ôi hay quá. Rồi bây giờ đứng nhường ngay mà. Đứng ngay. Giờ là nhường người nhỏ tuổi nhất nè. Yeah, sure. Qua đi. Rồi không yeah lắm. Rồi. Ủa sao qua luôn. Không có nhảy qua kịp. Nè mình qua nè. Trời. Bỏ người kia rồi. Thôi mình đi trước nha, Anh giữ lên cái bàn xoay á, tí anh mở ra dễ lắm anh. Giữ lên cái bàn xoay nó định dễ hơn. Xỉ ba. Em mới thấy dịch té. Trời ơi. Trời ơi. Tất cả tại mèo Simmy. Tại cái đầu ông đấm đầu tôi nè, thả ra. Tạm biệt tôi đi đây. Rồi. Yes, cuối cùng tôi cũng qua được rồi mấy ông ơi. Tiếp, cái này là gì đây, Ui, cái này nhìn cũng khó quá vậy. Không, dễ, cái này dễ nha. Có thể kéo tôi lên được không? À, xin lỗi Sim, mình quên. Ủa ok. Hello. Đây, ơi. Thank you. Chạy quá. Yes, qua được rồi. Rồi, tiếp nè, cái ống tiếp theo. Tôi gánh mọi người nha mọi người ơi, để tôi gánh cho, tôi gánh tim. Hay quá, trời có được anh Phong cận gánh tim. Ai lưu rồi mọi người ơi, lưu rồi. Quay đầu quá xin mà kéo kì, đem kéo anh cho. Lưu rồi. Qua đi, lưu rồi. Em chỉ thấy xếp cái
xong. Ủa đây là gì đây? Có ba cái cột này là gì? Cái cột để làm gì đây? Cái cần gạt, cần gạt. Không phải, không phải cần gạt, không phải cần gạt. Ủa cái này làm gì đây? Có cái tấm dán gì đây? Này để mình đại diện. Ô ô ô. Wow, cái này đẩy mình lên, đẩy mình lên gì đây? Ui. À, mình lại nhảy lên xong mình bám vô trái banh. Ok, bám vô trái banh. Wow, kéo đúng không? Vậy thôi. Anh ơi, anh ơi, anh đừng có bám em anh ơi. Đó, trời ơi xanh, kéo cái quần em vậy. Ui. Ở trên đây vui mọi người, trên đây vui mọi người ơi. Đây 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 đây. Bám trái banh, bám trái banh. Xong tôi tối bám gì vậy? Em lên. Bám gì nè? Bám trái banh. Bám vô trái banh nha mọi người ơi. Mình bám vô trái banh nha. Trái banh hả? Anh Dịch. Xíu ơi, em bám cái gì vậy? Bám nó là gì vậy? Em không biết. Mình bám cho người nhà anh luôn má. Bám vào trái banh xong đu đu. Đu nhảy lên cột đúng rồi. Mày nhảy bám vào cột. Lần này xem có biết con không? Wow. Anh đâu rồi chứ? Thôi xếp rồi, xếp rồi. Lui 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 lui. Ai hả? Ai hả? Sai quá được hay hả? Tôi. Ô, xin nhắn tin, xin nhắn tin. Xin giải quá. Xin giải quá mọi người, bỏ tay nè. Ok, đạn này là gì đây? Đạn này là mấy trái banh nó lăn xuống. Ui nè 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 nè. Ui. 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 Chào đây hỏi em đâu. Game là gì? Game là gì? Ủa sao dịch vậy? Game là gì? Game là gì? Trời đi đến đến tôi. Game là gì? Cái banh nó cán mình không thương tiếc luôn nè. Game là gì? Trời ơi, game quá đơn giản. Nó kén mà không đứng dậy nổi luôn trời. Đang đi đừng có trái banh là lăn xuống nha tôi. Ây da, trời ơi. À, Hiểu ơi, trái banh, trái banh, trái banh, trái banh, trái banh. Mình giữ một trái banh mình kéo vô. Đúng rồi, đâu. Okay. Đây có trái banh này, có trái banh này. Ây, cứu tôi. Kéo, 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 kéo. Kéo, 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 đúng rồi, kéo cái trái banh lại, kéo trái banh lại. Rồi, rồi dịch, dịch, anh leo lên đi dịch. Bọn em giữ, em giữ trái banh lại. Em giữ rồi, giữ rồi, đó. Đây đè tôi vậy. Sơ sim nằm dưới trái banh luôn. Đúng rồi, chuẩn luôn. Trái banh này nó tròn bay rồi. Anh bị xương khớp mà dịch sao anh nhảy hoài được vậy? Dịch bị xương khớp, nó tròn nó nhảy lên được. À không, bây giờ nha. Mình kéo ở đây đi. Kéo ở đây nè, xong dịch bám lên rồi mình lăn cái trái banh vô, hiểu không? Ok. Rồi dịch, 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 anh bám vô đi, anh bám vô đi. Rồi. Anh bấm cao hơn xíu được không? Cái đi đi anh vướng. Này, đi vô đi anh. Nè, phải có người giữ banh. Phải giữ cái banh lại. Trời ơi. Đây, đây, đang giữ rồi, đang giữ. Đem đẩy dịch lên. Ồ, được không? Ê ê, hợp lý. Rồi, giữ. Giữ cái banh, giữ cái banh. Mình đẩy cái banh về phía trước mọi người, mình đẩy cái banh về phía trước. Cố lên đây, cố trụ ở đây. Đẩy cái kia. Đẩy về phía trước. Dùng cái đầu không? Không dùng cái đầu á, đẩy cái mông gì lên. Cô lên đây. Cô lên đây. Để em phụ thuộc cho anh đi chứ. Trời ơi. Nó giống bị sực lắm mọi người. Thôi để em, để em. Mọi người giữ anh đi, mọi người giữ anh đi. Để em. Tôi thì tôi nghệ nhất cái này rồi. Tôi trò này tôi nghệ nhất rồi chứ ai. Để tôi. Nghệ luôn á, quá đã rồi hả. Nhảy. Ở lên được rồi. Trời. Nhảy. Trời ơi. Nghệ thuật, nghệ thuật. Nghệ quá. Trời ơi, đã trời. Lên đi mọi người á, lên mọi người ơi. Cái gì đây? Súng bắn pháo nè. Rồi rồi, ông dịch đâu? Rồi đây, dịch đây. Xuống 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 mọi người ơi. Wow! Wait. Tiếp 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 tiếp. Wow, bay hơn kia luôn. Rồi em với mọi người coi nhanh đi. Wow 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 wow. 1 2 3 boom. Wow! Quá luôn. Em bị kẹt cái chân đây ơi. Quá đã, trời ơi, bay phê quá. Tôi thấy đích rồi. Tôi thấy đích rồi. Tôi top 1 rồi. Yes. Top 1 gì? Top 1 gì? Top 1 trong lòng fan hâm mộ. Tôi bị kẹt tay ở đây rồi, không đi được. Không đi nào. Nào, đừng té mọi người. Top 1 nào. Ồ ồ ồ. Đi mà chú. Mình đang đằng sau bạn nè. Top 1 nào hả người anh em? Trời ơi. Đằng sau là đằng sau bạn ơi. Đằng nào bạn đằng trước mình đi bạn nói. Đằng trước liền nè. Anh bị kẹt tay vào chỗ này. Đằng trước nào? Mày tét bên cạnh luôn rồi chứ lì. Này sao vậy? Xét bên cạnh rồi sao? Hả? Xếp luôn. Ôi, luôn xếp rồi anh ơi. Ủa? Về đất rồi. Đến bên dưới. Đến bên dưới. Ủa đất đâu vậy? À khoan, từ từ. Mọi người đừng nhảy xuống. Mọi người đừng nhảy xuống. Mọi người kéo cái quả cầu hình vuông ở phía trên xuống dưới đây. Trời ơi, quên đây, kéo cây ơi. Tôi kéo nè. À sao kéo xuống? Mình hiểu rồi. Bà kéo đi. Xin lỗi, kéo lộn. Đây, tôi kéo rồi cơ. Kéo cây xuống, kéo xuống. Kéo cục cây xuống. Dạ. Nãy em kéo xuống xuống dưới kia. Cùng đây hả? À, kéo xuống, kéo xuống. Đây, rồi. Lắp vô. Tụi qua trước. Chị nhanh lên phòng, nhanh lên. Tập 1. Tập 1 của mình. Tập 1 của mình, tập 1 của mình. Tập 1 của mình, tập 1 của mình, tập 1 của mình. Tập 1 của mình. Tập 1. Đến đây rồi. Đến đây rồi. Đến đây rồi. Tập 1 của mình. Yeah! Si ba. Trời ơi. Không.
nhưng mà thôi bọn mình kết thúc tại đây ha, mệt quá. Nó còn chơi chơi kìa. Áo phải bám vô quả cầu mà sẽ lá cây. Đúng rồi, quả cầu sẽ lá cây mới được win. Hình như bám vô quả cầu nó mới được win. Ok, từ từ. Ủa đâu, cục ở đâu vậy? Ủa khó nhìn. Mọi người ơi, sao tôi biết hình Zoro vậy đây? Sao biết hình Zoro vậy? Anh đang cắm đầu vào tường, anh không nhắc rút được ra đâu. Cái này á, mình nhảy là chỉ có bay tứ phương rồi. Không, đúng rồi, không thôi, tôi nghĩ là này ổn rồi. Nói chung là phong cần cũng ghê đó. Ủa khoan từ, sao cái tay tôi bị dính vô cái đất? Anh bị dính vô cái đất. Ai đã kéo tôi ra giúp, Cây ơi. Cái kéo mình ra với Cây. Sam nắm tay Phong nè, rồi Sam nắm vô cái bục kia. Sam nắm vô cái bục kia. Rồi. Cái bục kia kìa, cái bục sau lưng kìa. Rồi, đây. Cái bục sau lưng, cái bục hình vuông. Ôi nội ơi, bục hình vuông. Đây hình vuông nè, đây đang nắm. Là nắm giữ chưa? Rồi, nắm rồi. Ủa, là nắm giữ chưa? Chưa, đây là nắm rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi nắm rồi đó. Thôi, mệt quá. Coi như vậy là win đi. Kết thúc video ở đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Rồi, giờ đây em qua lấy 10 triệu nha. Hello team,